quốc thân mến. Thưa quý vị và các bác, quý vị và các bác đang được nghe âm thanh phát ra từ một đôi loa giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nước hợp tác. Thưa quý vị và các bác, một đôi loa full bass 40, một loa chắc kèm. Tiếng của nó nhuyễn nhuyễn rất hay. Dạo này nghe nhạc và hát karaoke thì quá tuyệt vời các bác nhá. Giá của nó rất vừa phải để cho anh em chúng ta chơi. Giá 7.500.000 đồng. TS215. Đôi loa này có độ nhạy lên tới 108 dB, trở kháng 8 ohm. Marine USA các bác này, có chữ Marine USA nha các bác nha. Majesty TS215. Công suất một thùng loa là 400W, độ nhạy 108 dB, trở kháng 8 ohm. Majesty TS215 xin nhấn mạnh sử dụng bass 40, một loa chắc kẹt. Đôi loa trong tình trạng rất đẹp, tuy nhiên xuất sắc là không điều không thể tránh, rất khó tránh.